mà khoảng 10 giờ bà cố luôn. Mùi xin lỗi Tâm Ca nha, mùi không hát được cái hậu quản này, để mùi hát cái bài Tâm Ca gửi bài này đi, Tuyệt Tình Ca ha Tâm Ca. Nguyễn Phong lên chỗ cũ, chỗ nào lên ngủ chỗ đó đây. Đây Tâm Ca, trời ơi. Tuyệt Tình Ca này cũng lần đầu tiên luôn nha, ca lần đầu tiên nha. Có gì Tâm Ca đỡ em vậy nha Tâm Ca ơi. Ủa mới ca lần đầu tiên nha. Phá con về rồi đó hả Long Hồ? Dạ. Má này bây giờ má đi đâu vậy má? Trời Tâm Ca muốn lấy cái gì để con lấy cho má? Má lau tấm hình. Hình hả? Hình cũ xì má lao hoài. Ca với Tâm Ca gia đình ơi, hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ. Thôi má à, má nằm nghỉ đi má, có bình dưỡng khí nè, má hít đi cho khỏe. Ca lần tiêu má đã khỏe rồi. À con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao không thấy nó về vậy con? Hả? Có gặp nó không? Dạ con có lại đàn Hãn á, thì nghe Hãn nói chỉ có việc gì cần gấp lắm. Mà cái giọng Tâm Ca đóng cho nên chị mới theo bà chủ Hãn ra ngoài Nha Trang, chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chỉ phí điều của bà chủ lo, từ tiền ăn, tiền lặt vặt lắm, tiền phòng, tiền lương còn được lành gấp đôi. Đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chị mới vội vàng ra đi. Nhưng tại sao chị con đi xa mà không đem theo quần áo thay mặc? Con gái chớ đâu phải con trai đâu, mà hễ muốn đi là đi liền. Thế quả là thứ đồ hữu thân mà. Thôi má còn đau, má đừng nên nông dân. Bây giờ đồ máy xăng thiếu chi, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì, hoặc là bà chủ bà mua cho. Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt má ngay coi, cái bình dưỡng khí đó con mua với cái giá là bao nhiêu tiền vậy con? Dạ, con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng lắm. Lần đó đầu tiên ca này tới 3.000 đồng. Tiền ở đâu con có? Dạ, tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi, cho nên tập trung này. Và tiền vốn bán bánh mì đó má. Con, tại sao con không hỏi má? Má à, con biết là nông dân má thì má sẽ không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Đang hát với lại Tâm Ca. Nhưng mà nếu không thi được niên khoa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu tiêu tiền trường mà học hành chán dở năm nay, cảm ơn gia đình rất nhiều, thì con còn đủ thời gian để học hỏi cả mấy chục năm sau. Giọng ca của Tâm Ca gia đình ơi, chờ một mai mà má chết đi rồi, giọng con trẻ lắm luôn, thì trọn đời nào cũng được con hối hận. Có đốt đuốc gọi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Hay quá Tâm Ca ơi. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thuở còn sinh cho tới lúc bạn đầu. Từ thở má con mình còn ở làng Thân Ngại, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi người ta cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi bán chuối chừng. Nhiều bữa trời mưa bán thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách mà suối lệ tuôn trào. Hay quá Tâm Ca. Con nhớ hồi đi thi đến Trường Tịnh, thương quầy con mang đôi giày bata trắng. Giọng ca của Tâm Ca má mang đôi giày đồng cùng lội bộ dắt con đi như anh trắng khuyên tiếng gà gái sang. Mẹ hiền dung dân dần ầu ơ dí dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gờn khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mãi với con tính chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lễ lòng hồ má reo lên con tôi thi đậu rồi. Chạy lại ôm con mà hung mà khóc, sự mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào. Môi rung rung mà bảo nếu có ba con á thì con sẽ được nhiều phần thưởng, mà má cũng được ba con khen tặng là đã khéo dạy con đến đổi đạt trong lúc thiếu hụt trăm bề. Về nhà má lại khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai của con chị đã như thế nào hả cô? Chị Đà sao cũng tức chị quá má à, con ghét chị rồi đó. Kìa Long Hồ con nói vậy sao cho phải, con phải thương chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều lắm, từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú nó. Má không có sợ, con phải bú sữa bò hiểu con chim. Có lần nó thèm sữa quá nên mới giật đại chai sữa của con rồi chui vô trong kẹt tủ, con mới khóc ré lên. Má hay được và chị Trường An của con phải chịu bị đòn. Chị của con mới trao chai sữa cho má rồi leo mau nói rằng con thèm quá nên mới bú khinh của em con một chút rồi con trả lại cho má, đừng mắng chửi con làm bà chẳng biết